Em chào các anh đấy. Tiếp tục với chuyên mục hàng đấu mạng các bác nha. Đây em vừa về thêm được mấy kiện hàng đấu mạng này. 1 2 3 4 5 kiện. Và kiện này là kiện thứ 6 nhé. Thì cái kiện kia thì đúng lúc mà hàng nó sắp sửa được đưa đến trong nhà thì nước nó xối tầm tã xuống. Nó có chính xác hơn là mưa nhé. Mưa nên là đấy. Cái kiện hàng này góc đầu tiên ở phía đây nó bị dính một tí nước. Vị trí nước này, hơi ẩm nó vào nên phải bóc cái kiện này ra đầu tiên luôn. Hàng thì yên tâm, các bác yên tâm là nó mới chỉ ướt vỏ thôi, nhưng mà em phải bóc ra ngay về đây. Các cái này vẫn khô nhé, nó về nó đều chỉ nót giấy nhầy thôi. Mã vận đơn của con đấy đây. Đây nhá, 97X là tên của con Omni. Đấy. Cái kiện hàng này thì ở ngoài nó ghi luôn model sản phẩm, mình biết luôn nó là cái gì luôn. 97X nhá. Đây là con Omni đấy. Hàng nó về các bác thấy này, tất cả được bọc khá là ok luôn. Từ bên Nhật về hầu như là nó đều là hàng đấu mạng từ bên Nhật về ấy, thì nó đều là được bọc cái ni lông nổ ở ngoài như này. Ở bên trong, ở bên ngoài là nó bọc xốp, nó bọc cái giấy. Và ở bên trong nó sẽ có chèn thêm báo viết ở bên để được chống sốc đấy. Đấy là cái phong cách đóng hàng bên Nhật nó khi mà đóng hàng ở Việt Nam. Đấy, cái con 907X này thì nó là một con Omni dòng Intech 205, là dòng chuyên dùng cho các cái loa mini bookshelf bass khoảng từ 16 độ về. 907 nhá. Những cái dòng này thì tiếng của nó rất là hay. Đây là những con Omni rời hết các bác nhé. Nó không phải là Omni dàn nhưng các bác sẽ thấy rằng là chất âm của nó sẽ hay hơn các cái con phục công suất này, bởi vì là nó chuyên biệt chỉ là làm chức năng làm công suất, chỉ làm âm phi không thôi, nên nó sẽ khác với những cái con mà nó sẽ có cả các cái tích hợp cả thêm các cái CD, các cái MD vào trên máy, đúng không ạ? Thì một người làm một việc nó khác với một người làm đa nhiệm, đúng không ạ? Nhiều việc một lúc thì người ta không chuyên bằng một cái người mà nó chỉ chuyên làm việc đấy. Đấy. Thì đây chính là con Omni On có 2907X hàng đấu mạng vì này vẫn lên điện bình thường. Đây là sẽ con này có hai nút nguồn nhá, đây là nguồn tắt cứng đấy, và đây là nguồn standby, là nguồn để mở hẳn nguồn lên, tức là tắt còn điện chờ và tắt hẳn đi này, không có điện chờ này, ok không ạ? Đấy, đấy nhá. Thì con Omni 907X này thì các bác có thể thấy là nó hàng về còn rất là đẹp này đấy, rất là đẹp luôn nhé. Hàng đấu mạng nó khác cái hàng gọi là bãi theo nô ở cái chỗ đấy, đều là hàng bãi thôi, nhưng mà cùng tên hàng bãi nhưng mà một cuộc đời hai số phận các bác nhé, đấy, kiểu thế. Một ông này thì là ông ấy được bọc riêng mang đưa về đấy, thì ông ấy được bảo quản một cách rất là đẹp đẽ. Còn cái ông, một ông nữa là ông hàng bãi theo nô, thì ông ấy được ở chung với các cái con máy khác thì nó được trồng lẫn nhau, trong quá trình vận chuyển về nó xê đi xê lại, dích đi dích lại, đè lẫn nhau thì vỏ rất hay bị móp và bị xước sát. Nhưng còn những ông này thì đấy, những anh này thì hàng rất là đẹp. 907X nhé, 907X đời rất là cao đấy. Trước nó sẽ có được 905, sau đó đến được 907 và được 909, thì 907 là đời gần như cao nhất rồi. Đấy, ở con này là công suất 45W, điện 100V, hàng made in Japan luôn nhé. Các bạn thấy là đằng sau đầy đủ các cái đường vào này, đường vào đường ra cho DAV để mình cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Đấy. Con A907X. Đấy thì con này em ở đây thì em cũng không test được nhạc thì TikTok này, các bác thông cảm giúp em là em chỉ có thể đây quay cho các bác hình. Bác nào cần cái chất âm này như thế nào thì các bác nhắn Zola cho em sẽ có cái clip test âm cho các bác nhé. Còn bây giờ thì đây là phần giá. 907X này thì giá của nó là 2,2 triệu nhé. Bằng là mà mua con này thì alo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 bác nhé. Thì chào các bác, xin lại gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Con này là ghép con nó bức sao bác khoảng từ 14 đến 16 hoặc là 12, rất là ok nhé. Hay luôn, cắm DAV nghe nhạc để có cả chứng chế độ có tích cứ đi xem để tăng tiếng bát nhé. Thì chào các bác, xin lại gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo bên em.